Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Yamaha model là DSP AX 2200. Đây là một trong những sản phẩm âm đi cao cấp của hãng Yamaha Nhật Bản. Với thiết kế đẹp mắt, tính năng đa dạng, chiếc âm đi này đã được đánh giá cao và sử dụng rộng rãi trong các hệ thống giải trí tại gia đình. Và nó sẽ có giá xuất xưởng khá cao lên tới là 125.000 yên. Với chim đi Yamaha DSP AX 2200 thì nó sẽ có khả năng để tái tạo âm thanh với độ chi tiết cao, độ phân giải cao. Được trang bị chip giải mã âm thanh DSP để tối ưu hóa chất lượng âm thanh. Và máy về thì trong tình trạng đẹp long lanh luôn nha anh em. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh. Và nó sẽ kèm theo một cái catalog theo máy luôn nha. Yamaha DSP AX 2200. Và đây là cái khiển phụ kiện của Yamaha có thể chỉnh full được các chức năng của máy. Và một vài thông tin về thông số công suất của âm đi nha. Công suất thông thường là 100W và công suất maximum của nó lên tới là 150W ở loa 6 ohm nha. Về thông số kích thước, điện áp là 100V, công suất là 260W, công suất tiêu thụ điện và kích thước của nó là chiều ngang 435mm và chiều cao 171mm, chiều sâu là 431mm, trọng lượng là 15kg. Đây là cũng catalog đây, anh em có thể tham khảo thêm. Dòng này thì nó sẽ đánh là 12 sò thang nha, 12 sò thang to, 25 chế độ nghe nhạc và xem phim, và đặc biệt là chế độ 6 jack stereo. Đây là chế độ anh em có thể nghe nhạc bằng 6 kênh loa khá là hay, để chúng ta không lãng phí bất kỳ cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Đánh loa A, B, A cộng B, chức năng tăng cường bass, và đặc biệt là chỉnh được bass chép như là những cái dòng amp stereo thông thường nha. Và nó hỗ trợ kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV rất là tiện lợi. Và bên trong nó sẽ tích hợp bộ giải mã DAC 24 bit, và với cổng rear out thì anh em có thể sử dụng nó để làm bộ giải mã DAC ngon bộ rẻ trong tầm giá. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng CD, cổng analog nha. Center. Center rear. Suốt đêm dài mà em nhớ. Và như vậy là 6 loa hoạt động ok ở chế độ là 6 stereo. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng CDR nha. Và cổng CD, cổng chơi nhạc từ đồ đĩa nha. Rồi ở đây anh em sẽ thấy là cái khu vực rear nha. Và nếu như anh em muốn sử dụng để làm giải mã DAC thì ta sẽ kết nối với một cái MD rồi để xuất sang cái một cái hệ audio khác nha. Rồi con này về trong tình trạng đẹp long lanh hết luôn nha anh em.
đi Yamaha DSVS 2200. Biến thế nguồn Yamaha to. Dòng này thì nó sẽ có thiết kế quạt cho nhiệt nha. Tấm nhôm tản nhiệt lớn. Tấm 12 sò. Sò sang ken luôn nha anh em. Khung sườn máy sạch sẽ sáng màu. Đây là cái bộ giải mã DAC đã được hãng lắp đặt trong một cái hộp chống nhiễu nha. Đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. Với chiếc Yamaha DSVS 2200 mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube tại Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra với cổng real thì anh em có thể sử dụng nó để làm bộ giải mã DAC xịn sò, ngon bộ rẻ chấm đậm giá. Với chiếc Yamaha DSVS 2200 thì anh em vẫn có thể lắp thêm văn số vào để chơi karaoke tốt. Và với chiếc này thì em sẽ bán với giá là 2.700.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.